Xin chào anh em nhé. Sạp xe Hoàng Anh 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-95-8889. Xin phép hôm nay thì sẽ lên hình cho các bác một chiếc Honda Verza 150. Chiếc này thì đời chót rồi. Đăng ký chính chủ biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới. Và nó đăng ký lần đầu năm 2023 nhé. Đăng ký lần đầu năm 2023, biển kiểm soát 29T2-08950. Hai chìa khóa zin đầy đủ này, một chìa chưa sử dụng luôn này. Đấy, hai chìa khóa zin đầy đủ, chìa chưa sử dụng. Và mới chạy có 1.800 cây thôi nhé các bác nhé. Con xe này thì nó coi như là con xe mới, mới chạy có 1.800 km thôi. Đây, quay ra xa anh em cùng nhìn. Xe thì coi như xe mới 99,99%. Và đã lắp thêm chống đổ thân xe này và đôi túi da hông. Cái đấy nó rất là tiện lợi, đôi túi da hông thì các bác có thể để được đồ đạc các thứ vào này. Còn cái chống đổ kia thì nó rất là an toàn, khi mà xe có trường hợp mà nó đổ ngã thì cái chống đổ nó sẽ đỡ cho cái người lái rất nhiều, cũng như là cái xe nó sẽ không bị bẹp méo hoặc là gãy vỡ. Đó, cái chống đổ loại tốt nhá, rất dày dặn và to. Đấy, đây bên này xe thì hoàn toàn mới, 100% mới. Xe tất cả cái phần ni lông xả sơn là vẫn đang dán ni lông, mặc dù là xe màu đen sần nhưng chủ xe vẫn dán ni lông bình thường nhá. Dán ni lông rất là cẩn thận. Và bạn chủ xe này là bạn nữ. Đấy. Thế thì bạn đi sinh năm 2003-2002. Chạy con xe này là chạy con xe đầu tay. Và vừa rồi thì bạn ấy có đổi cát lên cho mình con xe CBR650. Và bạn đi để lại chiếc này. Và chiếc này chạy 1.800 cây, coi như xe mới. Tất cả các chi tiết đều là hoàn toàn là mới kim cương luôn. Từng cái chi tiết một đều rất mới nhá. Ốc của phốt và ốc ti phuộc là chưa có chỉnh qua chỉnh sửa bất kể một chút nào cả, vẫn zin của nhà sản xuất. Hai ốc trục là chưa mở, chưa chỉnh sửa gì hết, tăng xích cũng chưa tăng luôn. Đấy, cái đó thì nó nói lên độ mới của xe nhé. Những cái ốc của cái chẳng ba này đẹp. Đây, ốc trục trước chưa mở nhá. Đây các bạn cùng nhìn nhá, ốc trục trước là chưa mở luôn này. Đấy, lốp zin theo xe đây. Lốp zin theo xe nhá. Đấy, lốp zin theo xe. Đây, ốc này, ốc chưa mở này. Đĩa phanh thì sáng sáng bóng, không có một vết nào gọi là nhăn nheo hoặc là như thế nào cả. Hai con lốp treo của cái cụm phanh quá đẹp luôn. Ti thụt, mã ti thụt của nhà sản xuất đây nhá. Đấy, mã ti thụt đây này. Đây, mã ti thụt đầy đủ nhá. Riêng con này mã ti thụt đầy đủ hết luôn. Cục máy thì như các bác cùng xem, coi như xe mới này. Đây, cùng quay ra này. Các bác cùng nhìn cái ốc treo máy này. Đây là con ốc treo máy nhá. Đây là con ốc treo máy này. Đấy, con ốc treo máy này. Ủ đề này. Đấy, ốc treo máy phía dưới này. Và ốc của cái cổ bô. Rất là mới. Chân phanh. Nói chung là gần như là không có người sử dụng. Để chân này không có tí nào gọi là có triệu chứng của sự mài mòn cả. Đấy, các con ốc thì đều rất là sáng đẹp. Các bác cùng nhìn nhá. Đấy, cái càn phanh sau này, các con ốc này. Và cái màu của cái sơn nhám xước là nó vẫn đẹp như thế này, coi như là xe mới á. Đấy. Để chân sau thì không có người sử dụng đâu, chắc chắn là như vậy luôn. Càng sau này, thụt sau, thụt thò, zin theo xe này. Tem xe là nguyên zin và đang dán ni lông và không có vết xước nào cả, dù là nhỏ nhất. Đây. Bô zin theo xe này không có một vết xước nhá. Các bác cùng nhìn, bô zin là không có một vết xước nhỏ nào cả. Đây. Kể cả từ cổ bô trên đuôi bô đều không có vết xước nào cả. Còn như các bác cùng nhìn này, càng phanh này, tăng xích này, ốc trục này đều chưa qua chỉnh sửa luôn nhá. Đấy, rất là đẹp. Lốp sau zin theo xe còn dày như thế này là tự hiểu nhá, anh em cũng tự hiểu luôn nhá, không cần phải bàn thêm. Con xe nó mới như thế này thì không có con xe thứ hai đâu, rất ít. Đấy. Con này là lô cuối cùng của lô xe mới rồi. Xi nhan zin, đèn hậu zin, mọi chi tiết. Đây bên này các bác cùng nhìn, đẹp không ạ? Nhông xích zin này, vàng chóe luôn nhá. Ốc ti thụt cũng vàng chóe luôn.
Rồi, nhôm xích zin này, các bác cùng nhìn nhôm xích zin đây nhá. Tem xe đầy đủ. Tất cả các loại tem trừ hai cái tem giấy này là còn lại cái ấy ở đằng sau thôi, tem giấy thì đã được bóc ra. Một đây, số A nhá. Đấy. Để chân này. Để chân thì quá uy tín rồi. Không qua có người sử dụng luôn. Cần số này. Để chân là bên tay trái này. Riêng về phần bưởi điện đây này thì quá đẹp, các bạn cùng nhìn đây nó dễ này. Các cái vạch sơn màu xanh này là của nhà sản xuất, người ta vẫn còn lưu lại như thế, không có một suy xuyển nào. Cục máy thì quá đẹp, lốc máy như mới, da máy đẹp căng luôn. Tất cả các chi tiết đây các bác cùng nhìn này, ba con ốc của chỉnh cam này, tăng cam chưa có đốc chạm gì vào đấy, và máy thì êm như chó thở luôn. Đứng cạnh nổ máy cách khoảng 50 cm, đứng cách ra là không nghe tiếng con máy nổ đâu, cực kỳ êm. Và con này thì vừa ra thì như các bác đã biết là mình cũng đã nói trên các cái video khác rồi, mức tiêu thụ của nó, nhiên liệu của nó chỉ rơi vào từ 1,7 lít cho đến 1,8 lít trong 100 km sử dụng thôi. Con số rất là ấn tượng khi anh em sử dụng đấy nhá. Nó cũng là một cái gì đấy mà để anh em có thể lựa chọn con xe này. Con xe cực khỏe nhá. Đây, số khung nhá, rõ từng nét từng chi tiết. Ốc ti thụt này rất là đẹp, mọi chi tiết đều kính cong luôn. Tay lái còn mốc này. Đấy. Đến cả cái phanh, cái tay phanh, tay côn nó còn chưa có bị mài mòn trước, mờ thì cái nước sơn đi. Đây ạ. Đấy. Đây, quay ra cho các bác cùng thẩm thêm về cái dung nhan của em nó. Thì như con xe vừa ra thì các bác đã biết đấy. À, những cái lô cuối cùng là bán vào cuối năm 2023, và chiếc này là lô cuối cùng rồi, và nó không có cái gì để chê trách về độ mới. Đời thì đời 2020 rồi, và không có gì chê trách về độ mới của xe. Xe thì các bác mua về thì gần như là các bác được đập hộp luôn, nói rằng mới thay dầu có lần thứ nhất và lần thứ hai, thì lần thứ hai thì mới thay ở cái ngưỡng 1.500 cây số thì đã mới chạy 300 cây thôi. Cho nên là các bác về là chỉ việc sử dụng thôi, chứ không phải làm bất kể một cái gì trong con xe này cả. Và chiếc xe Honda Verza đăng ký năm 2023 biển kiểm soát Hà Nội này, chạy 1.800 cây này, thì đang được bên sạp xe Hoàng Anh mình bán ra mức giá bán là 41,5 triệu nhé. Giá bán của con xe này là 41,5 triệu, sẽ bao gồm tất cả các cái trang thiết bị trên xe như thế kia. Giá bán là 41,5 triệu thì sẽ không bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển nhé, anh em lưu ý giúp ạ. Các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là sạp xe Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp con xe vừa ra này. Còn anh em nào ở các cái tỉnh xa mà thực sự là chưa có điều kiện để xe đến cửa hàng trực tiếp xem xe thì xin mời các bác xem kỹ lưỡng cái video của mình. Rồi có sau đó thì các bác điện thoại đến cho mình cái số điện thoại tư vấn của mình đây, 0905 95 8889, mình sẽ xin phép là tư vấn thực sự là cụ thể hơn về xe cho anh em trước khi anh em đưa ra quyết định để chốt xe nhé. Đấy, thì đây hai chìa khóa zin theo xe, một chìa là chưa qua sử dụng đấy nhá. Tất cả các cái trang thiết bị trên xe coi như xe mới nhé các bác nhá. Mình cam kết chiếc xe này mới 99,99%, anh em không phải bàn về chất lượng của xe. Rồi sau đây thì mình xin dừng video, xin cảm ơn các bác đã và đang follow kênh của mình. Mình xin các bác một nút like và một nút share, cũng như là các bác đừng quên bấm nút chuông để có thể xem những cái video mới nhất của sạp xe Hoàng Anh ạ. Rồi, thế mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Xin cảm ơn ạ.